Một nguyên tố khác có ký hiệu là PO và chúng ta sẽ đọc nguyên tố này như thế nào đây? Chúng ta cùng xem nhé. Âm số 2 là âm được nhấn trọng âm và đây là âm O, nhấn trọng âm thêm dấu sắc là low, low. Hai âm còn lại không nhấn trọng âm, mình đọc là ní ẩm, niềm, lâu niềm, lâu niềm. Âm tiết đầu tiên không nhấn trọng âm, mình đọc là pờ, lâu niềm, lâu niềm. Và bây giờ chúng ta hoàn toàn có thể đọc được một nguyên tố này với thoải mái, tự nhiên, đúng trọng âm và ngữ điệu, đúng không ạ? Xin chào và hẹn gặp lại thầy cô và các bạn ở video tiếp theo.